Bạn nào mà còn dùng những cái loại mà lấy giấy tay kiểu kiểu như thế này bằng kim loại như này thì mình nghĩ là các bạn cũng bỏ đi là vừa rồi đấy, bởi vì nó vừa to vừa cứng và nhiều khi là rất nguy hiểm, có thể làm thủng màng nhĩ nhá. Một lần mình cũng đã gần bị thủng màng nhĩ do dùng cái này quá đà rồi. Và bây giờ người ta dùng cái loại như này này, đây là một cái lấy giấy tay sử dụng công nghệ hiện đại để lấy. Và hôm nay mình cùng các bạn sẽ khám phá một cái thiết bị lấy giấy tay với công nghệ hiện đại thì nó có những cái gì và chúng ta có nên mua hay không. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Mã con này là Bbird M9S. Ok, mở hộp xem nào. Một hướng dẫn sử dụng này. Đấy, công nghệ nhá. Các bạn phải cài app vào điện thoại các thứ linh tinh này. Rồi, cái để đây đã. Cái này là các cái tăm bông. Tăm bông để làm gì? Ngoáy tai à? Không phải đâu. Đây, đây là cái chính của chúng ta đây. Một dây cáp công nghệ, mà công nghệ thì nó phải có dây cáp sạc đúng không, và có khi còn kết nối được cả máy tính đấy. Ok, hết rồi nhá. Và cái thiết bị chính của chúng ta các bạn nhìn thấy nó có khác gì cây bút không? Không khác gì một cây bút này, rất nhỏ gọn luôn. Một cái đế cầm khá đầm tay để vào để trên mặt bàn rất ok. Rồi thì cái đế này không những là dùng để giữ cái bút này đấy, mà bên trong nó đây các bạn nhìn thấy chưa, bên trong của nó rất nhiều các cái đầu để chúng ta lấy giấy tay, rất nhiều đầu nhá, nạp vào rất tiện đúng không. Và cái thiết bị của chúng ta nó đây, mở ra này. Các bạn thấy không, mở ra nó sẽ tự động kích hoạt camera ở trong này cho chúng ta, và cái đầu này là nó có nam châm, khi mà chúng ta đóng vào thì tự động nó sẽ tắt đấy, nó tắt tắt camera. Và thiết bị này nó sẽ có một chiếc camera ở đầu đây, đây mình mở ra này các bạn, chờ lúc đấy nó bật lên đấy, camera, một cái camera rất bé xíu đây, và bên trong camera tức là viền xung quanh camera ấy, nó sẽ có cái đèn led, nó rất tiện dụng khi mà chúng ta soi tai, vừa tức là chúng ta vừa lấy được cái giấy tai đây, cái này là cái để lấy giấy tai đây. Đấy, nó và nó còn có cả bọc cả cả đệm cao su nên là êm, nó khi mà chúng ta mà dùng những cái kim loại mà nó không có đệm cao su, nhiều khi mà chúng ta quá đà ấy, thì là rất đau tai và có khi chọc thủng màng nhĩ. Đằng sau đây thì nó có một cái cổng, thì cái mục đích cái này là chúng ta sẽ sạc pin, bên trong nó sẽ có một cái cục pin, đầu đây nó sẽ có cái nam châm này, chúng ta chỉ cần để vào là nó hít vào thôi đấy, để vào là hít rồi. Và anh cho chúng ta ba cái tăm bông này, thì cái ba cái tăm bông này chính là để lau cái mắt camera nhé, khi cái mắt camera mà nó mờ nó bẩn thì các bạn sẽ bóc cái này ra chúng ta lau, hoặc là hết cái này rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái tăm bông cái loại nhỏ thì chúng ta lau cũng được. Và đối với một chiếc camera mà soi tai để lấy giấy tai thì cái đầu camera này các bạn thấy là cái đường kính của cái đầu camera này nó phải rất nhỏ, nhỏ nhất có thể, bởi vì nếu nó to quá thì chúng ta sẽ không thể cho được vào cái lỗ tai để mà soi. Đây như mình có một cái camera này, cây là cái camera cũ của mình, cái độ phân giải nó thấp hơn, và cái đầu của nó đây các bạn sẽ so sánh xem. Ở đây hai cái này có vẻ như cái đường kính nó như nhau, như vậy là cái mới như này là có khả năng cho được vào tai bình thường, bởi vì cái cũ mình vẫn đang dùng cho vào cái lỗ tai rất vừa vặn luôn. Bây giờ mình sẽ đo luôn nhá, đo luôn cho các bạn xem về cái đường kính này, cái đường kính của cái đầu camera này. Đấy, đầu camera đường kính là 4 mm, 4 mm. Và khi mà chúng ta muốn thay cái đầu này thì hãng thiết kế này là chúng ta vặn ấy. Ở đây nó sẽ có cái gen, chúng ta vặn nó ra đấy, vặn nó ra, đây là cái gen này các bạn nhìn thấy chưa, cái gen đầu này nó bé xíu này, và chúng ta thay bằng cái đầu khác, chúng ta chỉ cần lấy cái đầu ra và chúng ta lôi cái đầu ra và chúng ta lắp nó vào, và chúng ta cũng sẽ vặn nó vào đấy, đầu gen. Thì ở đây nó sẽ có xem nào, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 đầu, 9 đầu hãng cho sẵn. Thì với cái thiết bị mà lấy giấy tay kiểu mới như này mình rất thích ở cái chỗ đó là, thứ nhất là cái độ phân giải của nó rất cao, camera có độ phân giải đây các bạn nhìn thấy này, thông số của nó camera lên tới 10 megapixel nhé. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem về cái hình ảnh của camera xem nó như nào. Đây thì ở đây nó sẽ có một cái cục pin ở bên trong, và khi mà thời gian làm việc của nó là lên tới 90 phút là thoải mái rồi đấy, và sạc đầy pin thì nó khoảng 60 phút. Đây, pin pin của nó dung lượng là 230 mAh. Nó không giống cái camera cũ của mình đây, muốn kết nối với điện thoại thì qua cái dây này thì nó rất lằng nhằng, nhưng mà cái này là không dây nhé. Và để sử dụng cái camera này thì các bạn sẽ cần một cái điện thoại, và các bạn sẽ quét cái mã
QR đây để nó truy cập tới cái app và cài đặt trên điện thoại. Thì hiện tại là mình đã cài cái app đấy vào rồi, và tên cái app đấy nó là Bbird đây, Bbird đây. Đây mình kích hoạt lên nha. Hiện tại là camera, camera tắt rồi, để mình cắm vào mình bật lại này, cắm vào này, bật lại xem nào. Đấy, khi mà để lâu nó không có kết nối thì tự động camera nó sẽ tắt, camera tắt đèn đi để nó làm sao nó tiết kiệm pin. Nhưng mà các bạn muốn bật lại thì các bạn sẽ cắm cái nắp của nó lại, sau đó chúng ta rút ra để nó bật lại nhé. Và khi mà các bạn nhìn thấy cái đèn xanh nó đang nháy nháy này là nó đang chờ kết nối này. Thì bây giờ xin lỗi các bạn, cái camera này nó kết nối với điện thoại thông qua wifi chứ không phải là bluetooth. Đây thì khi mà các bạn bật cái app lên nhé, bật cái app lên này, đấy thì chúng ta sẽ bấm vào kết nối wifi này. Và chúng ta sẽ mở ra wifi thì các bạn thấy ở wifi nó sẽ có cái tên là Bbird này, M9 này, chúng ta kích nó vào. Ok, nó đã kết nối với Bbird, tức là kết nối với cái thiết bị này rồi, và các bạn nhìn thấy cái đèn nó đã không còn nháy nữa. Và sau khi mà đã kết nối rồi thì các bạn sẽ mở phần mềm lên. Đấy, mở lên một cái là nó sẽ phát hiện thiết bị luôn cho chúng ta. Và các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ thể hiện cái tên này, đấy, Bbird M9 này, và cái dung lượng pin nhá, nó thể hiện luôn dung lượng pin là đang còn 68%. Rồi go next step, đây là nó đang hướng dẫn này, và chúng ta go next thì ok đi. Đây bạn nhìn thấy chưa, nó đã vào rồi nhá. Bây giờ các bạn thấy này, bây giờ ví dụ giả sử như mình soi cái chữ ở dưới này, do cái camera này được thiết kế là cận cảnh nên các bạn phải soi sát vào chữ này thì mình mới nhìn thấy này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, rồi cái độ phân giải nó khá cao các bạn này, nhìn này chữ rất nét luôn, nét hơn so với cái loại trước của mình rất nhiều. Đây chữ nhỏ nhỏ xíu này, bạn nhìn thấy chưa, đấy nó rõ nét như thế này cơ mà. Đây cái này nó có một cái khá hay nhé, đây các bạn để ý này, khi mà các bạn xem ở trên cái màn hình điện thoại nhá, vì giả sử như mình đang đang xoay vào cái chữ này đây, đấy khi mà mình xoay thì các bạn nhìn thấy chưa, thì chữ nó cũng xoay theo đúng không ạ. Và nếu như mà xoay cái kiểu như này mà chúng ta dọi vào tai của chúng ta ấy, mà cứ xoay xoay như này thì chúng ta rất khó xác định cái vị trí của cái dãy tai. Thì nếu mà chúng ta muốn khóa nó lại ấy, thì chúng ta sẽ vào cái setting. Đấy, setting và chúng ta bấm vào cái mục lock này. Đấy, chúng ta khóa lại rồi. Thì bây giờ các bạn xem nhá. Đây giả sử như mình đang xoay vào chữ này thì các bạn xem như này, bây giờ mình xoay camera này. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Chữ nó không còn xoay nữa đúng không? Mặc dù là camera mình vẫn đang xoay, chữ nó không còn xoay theo nữa. Như vậy là nó đã khóa và nó cố định cái chữ nó thẳng đứng lên để cho chúng ta nhìn rất rõ. Đó. Và thứ hai nữa đó là các bạn nhìn thấy cái biểu tượng cái tai ở dưới chưa, nó ghi chữ right tức là tay phải, giả sử như mình đang xoay ở cái tay phải như thế này đúng không, đấy đấy, và nó đang thuận như này, mình nhìn rất thuận như này, nhưng khi mà mình chuyển sang tay trái thì mình sẽ bấm vào cái nút right này, bấm vào thì nó sẽ chuyển sang chữ left tức là right, tay trái, thì các bạn nhìn thấy cái chữ này nó sẽ bị ngược lại đấy, các chưa, chữ nó bị ngược tức là nó đối lại. Đây mình bấm sang tay phải nha, thì các bạn nhìn chữ này thì nó thuận chữ đúng không, bấm sang tay trái này thì chữ nó bị đối ngược lại đúng không. Thì cái mục này là cái rất hay khi mà chúng ta soi tay, nếu mà chúng ta soi bên tay phải nó đã thuận tay phải rồi thì chúng ta nhìn và chúng ta định vị nó dễ và chúng ta lấy giấy tay nó dễ. Nhưng khi chúng ta chuyển sang tay trái thì do hai cái tay của chúng ta là được tạo hóa, nó tạo ra một cách đối xứng nhau, nên là khi mà chúng ta chuyển sang tay trái thì chúng ta sẽ phải bấm sang tay trái để nó đối lại cái hình ảnh, tức là cái hình ảnh nó đối lại thì chúng ta sẽ sử dụng nó rất dễ. Ngoài ra các bạn cũng có thể zoom nhé, ở đây nó sẽ có cái mục zoom này, đấy zoom này. Thế nhưng mà thực ra thì cái zoom này mình cũng không mấy khi dùng, bởi vì cái này nó là cái camera gọi là góc gần mà, góc cận ấy, cận cảnh ấy, nên là cái zoom thì nó cũng chả có ý nghĩa gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ soi cái tay của mình này, đây các bạn để ý này, ôi rồi các bạn nhìn thấy không, đây này rất rõ luôn, rõ hơn cái camera trước của mình rất nhiều đây nha các bạn, nhìn thấy chưa, rõ từng sợi lông này đấy, rồi kể cả cái tay tai này đấy, cái tay tai này đấy, nó cũng không có nhiều đâu nhưng mà mình nhìn rất rõ này. Thì các bạn nhìn thấy này, tại sao nó rõ như này, bởi vì camera của nó lên tới 10 megapixel và nó lại còn có cả cái đèn led nó soi, nên khi mà chúng ta cho vào trong cái tai của chúng ta đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đó, cho vào trong tay của chúng ta rất rõ luôn, nhìn rõ đây, đây cái tay của mình, cái màng nhĩ này nó có một cái sợi lông như sao nó lại rơi vào trong cái màng nhĩ đấy, chúng ta nhìn thấy không, rõ ràng.
Và khi mà chúng ta lắp thêm cái đầu lấy dái tai, đây mình sẽ lắp thêm cái đầu lấy dái tai này vào, mà nó lại còn có thêm cả camera này chúng ta quan sát trên điện thoại, thì cái việc mà thao tác của chúng ta lấy dái tai nó sẽ thuận tiện và nó sẽ hạn chế cái việc mà cái đầu này nó chạm vào màng nhĩ. Bởi vì nếu không thì nó sẽ chạm màng nhĩ và nó có thể làm thủng cái màng nhĩ của chúng ta. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, ví dụ như cái dái tai này. Đấy, các bạn cứ nhìn vào trên màn hình thôi là chúng ta sẽ có thể là cạo được cái dái tai của chúng ta ra. Nếu mà lúc đầu các bạn mà sử dụng ấy thì có vẻ nó sẽ chưa quen, bởi vì cái hình ảnh của nó sẽ chưa quen, dẫn đến là sao? Nó tức là cái mình sẽ điều khiển các cái vị trí mà lấy dái ấy, thì nó sẽ hơi ngượng một chút và nó gọi là định vị nó không không chuẩn ấy. Đấy, nói chung là tai của mình thì cũng tương đối sạch thôi, nên là mình chỉ mô phỏng cho bạn xem đây này. Cái chỗ này nó còn ít dái. Đấy, các bạn thấy không, nó khá tiện lợi đúng không? Bây giờ xoay tay phải đây nha, các bạn nhìn nha, màng nhĩ của mình đây nhá. Bây giờ mình xoay này, xoay cái cam này, đấy mình đang xoay này, thì các bạn nhìn thấy chưa, cái màng nhĩ của mình nó luôn luôn giữ cố định ở cái vị trí đúng không? Đấy, các bạn thấy là cái lông ở bên trên phía bên tay phải ấy, là nó vẫn cứ giữ ở cái vị trí đấy, nên là chúng ta sẽ định vị cái tai nó rất dễ dàng. Nhưng mà bây giờ mình chuyển sang tay trái nhé, là sẽ chuyển sang cái tay trái này. Khi mà các bạn chuyển sang tay trái đây, thì nếu như mà các bạn chưa chuyển trên cái phần mềm này thì các bạn nhìn thấy cái tay trái với tay phải thì là nó là hình ảnh của cái màng nhĩ nó có vẻ nó giống nhau đúng không? Đấy, tức là cái vị trí cái hốc xương kìa, nó cùng chiều nhau, nhưng mà chúng ta cần phải chuyển sang tay trái này. Bây giờ mình bấm này. Đấy, thì nơi này nó mới là đúng vào cái vị trí thực tế của nó này. Nên là khi các bạn mà lấy dái tai thì các bạn chuyển cho nó đúng vị trí. Đấy, cái tay trái này đang có cái màng nhĩ các cái dái tai cũng khá to này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Hình ảnh là rõ nét như thế này mà. Và trong quá trình các bạn soi tai, lấy dái tai thì các bạn cũng có thể chụp lại hình ảnh hoặc là quay video. Đấy, quay video nó sẽ lưu vào điện thoại của chúng ta nhé. Nói chung là với cái thiết bị mà lấy dái tai thông minh hiện đại như thế này ấy, thì cực kỳ tiện lợi cho tất cả các cái gia đình. Ngoài cái việc mà lấy dái tai tiện lợi bởi vì chúng ta xem trực tiếp trên điện thoại để chúng ta định vị dái tai và tránh cái việc làm tổn thương cái màng nhĩ của chúng ta. Ngoài ra thì cái hình ảnh của nó cực kỳ sắc nét. Ngoài cái việc lấy dái tai mà các bạn cần tìm những cái đồ vật nào mà trong các khe nó nhỏ nhỏ, nó khoảng cách ngắn thôi, thì các bạn có thể cho nó vào thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ từng đồ vật luôn. Hoặc là các bạn thấy chữ nào nó nhỏ quá thì các bạn có thể dùng cái camera này làm cái kính lúp để chúng ta phóng to lên để chúng ta xem. Tính năng truyền hình ảnh không dây rất tiện dụng, không bị vướng víu và khả năng truyền khá xa bởi vì truyền thông qua Wi-Fi. Nhưng mà chính vì cái truyền thông qua Wi-Fi như thế thì nó lại là một cái điểm yếu của cái thiết bị này. Thì ngoài những ưu điểm đấy thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái nhược điểm của thiết bị này. Đầu tiên đó chính là Wi-Fi. Khi mà các bạn kết nối điện thoại với thiết bị này thì lập tức điện thoại sẽ không thể dùng được Wi-Fi. Bởi vì sao? Bởi vì đây, các bạn thấy đây. Bởi vì điện thoại đã sử dụng cái Wi-Fi để kết nối tới thiết bị này rồi. Đây, các bạn nhìn thấy tên Wi-Fi là tên của thiết bị này rồi, dẫn đến là nó không thể kết nối tới Wi-Fi của nhà các bạn nữa, và chúng ta không thể kết nối được mạng internet. Ví dụ như là người bạn người ta cần nhắn tin Zalo cho mình thì trong lúc mà mình sử dụng cái thiết bị này là chúng ta sẽ không nhận được tin nhắn. Một cái nhược điểm thứ hai đó là cái đầu lấy dái tai nó chỉ là các cái đầu móc móc như thế này thôi, nó không có cái dạng kiểu như là cái tay gắp. Đấy, không có dạng kiểu như tay gắp, nên là cái việc mà lấy dái tai nhiều khi nó cũng sẽ còn khó khăn, và nhất là những cái người mới sử dụng cái này, cái việc mà định vị để lấy dái tai ấy, nó sẽ hơi khó khăn. Các bạn sử dụng lúc đầu nó sẽ hơi khó khăn, nhưng khi chúng ta sử dụng quen rồi thì nó cũng không có cái gì quá phức tạp cả. Nếu như các bạn cần cái phiên bản mà nó có cái kiểu tay gắp ấy thì nó tiện dụng hơn, nhưng mà cái đấy là cái phiên bản nó cao cấp hơn cái phiên bản này. Các bạn có thể chọn mua cái phiên bản đấy thì nó tiện dụng hơn, tất nhiên là giá tiền nó cũng sẽ đắt hơn. Đây, khi mà hết pin thì các bạn cắm sạc vào và nó đang sạc thì nó sẽ báo cái màu đỏ như này. Thì khi nào mà sạc mà nó đầy rồi thì nó sẽ tắt màu đỏ đi và nó chuyển sang màu xanh. Đây, ở đây mình cũng sẽ mở ra cho các bạn xem luôn cái nội thất bên trong. Đây. Đấy, một viên pin rất dài luôn này. Pin này dung lượng của nó đây trên thân vỏ nó là 230 mAh. Đây, cái pin này, một cái pin nó sẽ chiếm dung lượng lớn nhất.
Thì đầu của nó là sẽ có một chiếc camera cực nhỏ và xung quanh camera là những đèn LED siêu siêu nhỏ. Còn thân của nó thì đây, mạch của nó đây. Bạn nhìn thấy chưa? Rất nhỏ gọn luôn. Ở đây nó sẽ có các cái con chip vi điều khiển nó nằm đây này. Khi mà nó chạy thì mình cảm nhận thấy rằng là cái thiết bị này cũng khá nóng. Đây, đây là chip chip vi điều khiển chính đây. Đây. Các bạn không biết là các bạn có thể nhìn thấy rõ số không, bởi vì mình cũng chữ nó nhỏ quá cũng khó nhìn lắm. Đấy, chip đấy. Ở đây trên này nó còn có một con chip nữa này. À đâu, không, cái này là cái jack cắm để kết nối cáp lên camera. Ở đây nó chỉ có một con chip duy nhất này thôi. Đấy, cái mặt đằng sau của cái mạch này thì không có gì cả. Nói tóm lại thì ngoài một số cái nhược điểm nhỏ nhỏ như thế thì đây là một cái thiết bị công nghệ cũng rất đáng mua để chăm sóc sức khỏe cái tai cho gia đình của chúng ta. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua, các bạn có thể đặt mua theo cái link mình để ở trong phần mô tả video. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.